Dàn sao Việt xót xa khi hay tin nhạc sĩ Phan Hồng Sơn qua đời vì ung thư. Ít giờ trước, thông qua trang cá nhân, MC Quỳnh Hoa thông báo tin buồn, nhạc sĩ Phan Hồng Sơn đã qua đời lúc 16:50 ngày 22 tháng 4 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư phổi, thọ 66 tuổi. Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn sáng tác nhiều ca khúc và đã được phổ biến trên báo đài phát thanh, đài truyền hình và các hội diễn quần chúng. Như tiếng sáo bên đình, ông tôi, tháng riêng hò hẹn, tiếng đàn, bà vẫn ngồi như thế, Khánh Hội và em. MC Quỳnh Hoa thương tiếc, những người yêu âm nhạc những năm 2000 có lẽ không thể nào quên Nhịp Cầu Âm Nhạc, một chương trình được mong đợi nhất mỗi tháng, làm nên tên tuổi của biết bao ca sĩ và cũng là chương trình mà ca sĩ trẻ nào cũng ao ước được một lần xuất hiện. Còn nhớ lúc Mỹ Tâm mới giành được giải thưởng ở Hàn Quốc, được mời diễn Nhịp Cầu Âm Nhạc, buổi sáng chạy chương trình, Mỹ Tâm nói với mình là chị ơi, em không tưởng tượng được là có ngày em được hát trong Nhịp Cầu Âm Nhạc. Mình may mắn được là một trong những MC tham gia dẫn chương trình này từ những năm đầu 2000, một vinh dự rất lớn và cũng giúp đưa mình đến gần với khán giả. Cảm ơn anh đã tin tưởng em, để em tự viết kịch bản, tự chuẩn bị nội dung và tự cẩn trọng trong từng lời từng chữ mình nói ra. Nhiều sao Việt khác như Hiền Mai, Giáng My, Phạm Thanh Thảo, Trịnh Kim Chi, Nhật Tinh Anh cũng thể hiện sự xót xa và tiễn biệt nhạc sĩ Phan Hồng Sơn.